Dạ vâng, xin chào thầy Tiến ạ. Dạ, chào tất cả anh chị học viên. Rất là hôm nay rất là vui được gặp thầy Tiến ở trong Zoom này. Thì qua đây thì Ly xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến với thầy Tiến, bởi vì nhờ có thầy Tiến mà Ly đã biết đến bất động sản. Thì năm 2014 thì mình cũng trước khi gặp thầy Tiến thì mình cũng rất là yêu thích về bất động sản, nhưng mà thực sự là không biết là làm thế nào để bắt đầu vào trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Bởi vì lúc đấy thì mình đang là nhân viên ngân hàng thì lương lúc đấy chỉ có khoảng 5 triệu rưỡi một tháng thôi, và mình cũng cái việc mà giấc mơ để vào kinh doanh bất động sản thì nó rất là xa vời với mình, bởi vì là mình không có tiền, và mình cũng nghĩ rằng là cái kinh doanh bất động sản là cần phải rất là nhiều tiền. Thế thì lúc đấy thì lên trên mạng thì mình cũng search được cái khóa học của thầy Tiến, và mình cũng mạnh dạn để đăng ký đi học. Và sau khi mà học xong ấy thì mình đã quyết tâm là đi vào cái lĩnh vực kinh doanh bất động sản, và với mô hình là thuê cho thuê lại. Trong khi mà học thầy Tiến xong ấy thì mình thấy là thầy Tiến dạy rất là dễ hiểu, bởi vì thầy có một cái tư duy nó rất là hệ thống, và nó truyền tải những cái kinh nghiệm kiến thức bất động sản nó khó hiểu trở thành những cái đơn giản để cho mà mình có thể tiếp cận được và bắt đầu được. Thế thì lúc đấy thì mình về mình đã bắt đầu mình tập trung vào mình làm thuê cho thuê. Và sau 5 năm mình làm thuê cho thuê thì mình cũng quản sở sở hữu và làm founder hai cái công ty quản lý cho thuê, cũng khá là số lượng, cái quy mô nó cũng khá là lớn ở Hà Nội. Đó là cái công ty về Lily Home, về chuyên về căn hộ dịch vụ, và Day Office, và chuyên về văn phòng cho thuê. Thế thì lúc đấy thì lúc đó thì mình khi mà mình làm thuê cho thuê thì cũng 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 có một chút thành công, nhưng mà mình cũng không biết làm thế nào để mà có thể tạo ra một bước đột phá để sở hữu những cái tài sản mà hàng triệu đô. Thế thì mình cũng hẹn thầy Tiến ra cà phê để nhờ thầy Tiến tư vấn. Thì sau đó thì mình cũng quyết định để chuyển sang cái mô hình làm song song với mô hình là xây cho thuê và bán. Và sau 3 năm làm xây cho thuê bán thì đến nay thì mỗi một năm thì cái công ty của mình đã đưa ra thị trường khoảng tầm 10 tòa nhà. Và mình nghĩ rằng là các bạn nên đăng ký tham gia khóa học, bởi vì là khóa học thì cái chi phí học nó so với những cái thứ gì mà mình đạt được thì mình thấy là rất là rẻ, bởi vì thầy Tiến là có rất nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực về bất động sản, và quan trọng nhất là lĩnh vực là thầy có những cái kiến thức về thực tế, bởi vì kiến thức thực tế thì rất là quan trọng. Nếu như các bạn học lý thuyết không mà không có thực tế thì rất là khó để các bạn tiếp cận được. Thì mình đánh giá là thầy Tiến là thầy chia sẻ những cái kiến thức mà nó đang rất là khó hiểu trở thành những cái đơn giản và dễ hiểu để mà các bạn có thể đưa vào cái công việc của các bạn từng bước một. Ngoài ra thì trong cái khóa học MIC thì các bạn có thể là gặp gỡ được rất nhiều những cái người mà có cùng cái chí hướng với các bạn, để các bạn có thể tạo lập đội nhóm. Các bạn thiếu vốn thì các bạn có thể là huy động từ những cái người mà học viên ở trong MIC, rồi các bạn có thể nhờ thầy Tiến tư vấn, bởi vì thầy Tiến thì tư vấn rất là nhiệt tình. Và để mà Ly có thể thành công trong bất động sản ngay như ngày hôm nay thì rất là biết ơn thầy Tiến. Nhờ có thầy Tiến mà mình có được những cái kiến thức cũng như cái cách để mà mình có thể là tham gia vào thị trường bất động sản. Và em rất là cảm ơn thầy, và hy vọng rằng là thầy có thể là tiếp tục mở nhiều những cái lớp như thế này hơn nữa để mà giúp cho rất nhiều người để có thể là tham gia vào việc đầu tư bất động sản thầy ạ. Em làm từ khoảng 12 tỷ đến 50 tỷ ạ. Hiện nay thì cái sản phẩm đấy thì vẫn đang bán được đấy ạ. Năm 2021 thì em đưa ra thị trường khoảng 10 tòa, và hôm năm nay thì bây giờ thì đã hoàn thành mục tiêu rồi ạ. Chắc là Bây năm giờ 2022 thì sẽ khoảng 20 tòa. Xây rồi chứ còn chưa bán ạ. Tức là hoàn thành là mua xong, từ khi mua đến khi bán thì nó mất khoảng 1 năm. Thì tức là mình đã triển khai được 10 tòa rồi, nhưng mà cuối năm mình sẽ bán thầy ạ. ok Được rồi, các tức là mình đến cuối năm mình mới ra hàng đúng không ạ? Vâng. À, ok, rất tuyệt vời rồi, rất cảm ơn phần chia sẻ của bạn Ly.